Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Anh đây. Ôi mày để người yêu đợi lâu thế nhở? Xin lỗi. Ơ kìa, khổ quá. Anh đã bảo là anh phải đi họp, mà anh phải đưa sếp đi nữa. Bây giờ mình ăn lương người ta, mình phải tận tâm tận tụy chứ. Tận tâm tận tụy thì anh đi mà yêu sếp của anh ấy, yêu anh làm gì? Em buồn cười nhở? Ơ kìa, người yêu em thẳng tưng như này mà em bảo anh đi yêu sếp. Anh chỉ yêu em thôi. Quà đâu? Anh nói là có quà cho em mà. Có, anh nói dối em bao giờ đâu. Đây, quà đây. Tên 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 tên. Xinh chưa? Đây đây đây, anh mở cho. Sô-cô-la nhá, đúng loại em thích ăn. Anh đi họp thấy ở đấy cũng nhiều sô-cô-la ngon, anh mang về cho em. Trời, nhiều tâm lý thế làm gì ạ, đi động nhớ em. Tôi như thế này mà anh mang đồ thừa về cho tôi à? Anh lúc nào ấy cũng như một thằng trợ lý quèn, chỉ biết để người ta sai vặt thôi. Nếu không làm được cuộc sống tốt cho tôi ấy thì tốt nhất chia tay đi.